Vâng, rất là vui mừng khi đã được quay lại cùng các anh em với một cấu hình combo rất là VIP. Và cấu hình này của các khách hàng ở trong Sài Gòn cũng đã đặt bên JK chúng em đến nay là được nửa tháng, tức là 15 ngày. Từ kể từ ngày bác đặt cho đến ngày hôm nay bác mới điện thoại lại để yêu cầu JK chúng em gửi hàng. Vì ngày hôm nay bác mới hết được giãn cách trong khu vực đấy. Và ngày hôm nay thì với cấu hình này em cũng lưu giữ lại chút kỷ niệm. Và đây cũng là trong một trong những cấu hình combo mà đang bán rất là hot trong thời điểm này. Và em xin lấy luôn cái cấu hình này làm kỷ niệm, dữ liệu để anh em tham khảo. Cấu hình này gồm một cặp loa Qwood G4000, dòng loa cây có chiều cao của nó là 115cm. Cũng như được trang bị rất nhiều đường tiếng với cấu trúc bát của nó chia cho chúng ta rất chi tiết và đều đặn từ con bát 30 đánh giải subwoofer ở phía bên dưới. Và lên phía bên trên thì chúng ta có ngay thêm một con bát đường kính 20 đánh giải trung trầm. Đương nhiên là trung trầm có thì chúng ta phải có trung cao, thì trung cao sẽ được đánh bởi con trung 16. Và hệ ống chép của nó thì trang bị 4 chép gồm 3 chép giấy xếp phương thẳng đứng và một con siêu chép nằm phía bên trên. Đi sâu hơn một chút thì chúng ta tìm hiểu về cái thông số kỹ thuật. Phiên bản này cho ra công suất dao động từ 350 cho đến 700W, trở kháng 6 ohm và độ nhạy 92 dB. Một cái ngưỡng công suất cũng như trở kháng rất là hợp để chúng ta đánh với những dòng âm ly. Đặc biệt là cấu hình này của bác thì gồm có con đẩy, tí nữa em sẽ đến con đẩy sau. Và thiết bị thứ hai đó là một chiếc loa sub. Em gọi là một chiếc nhưng mà thường sẽ là một em loa siêu trầm, loa sub subwoofer. Đây là phiên bản 260P, phiên bản màu đen, đồng màu với cặp loa. Nó sẽ có một cái gì đó nó rất là, nếu để các anh em tinh ý và soi kỹ thì cũng như là nhìn chi tiết thì ở đây là toàn bộ là màu đen hết, phải không? Đẩy màu đen, mic màu đen, loa màu đen và sub màu đen. Còn sub 260 phiên bản bát 30, con này công suất 500 cũng cực kỳ hợp lý cho cái cặp loa này. Chúng ta đến với bộ đẩy đi, bộ dàn máy VIP. Gồm con DAC X7 phiên bản đẩy liên vang, công suất khỏe. Con này em giới thiệu rất kỹ rồi, nó có tính năng cắt hú rất tốt này, có reverb thông minh, có tính năng lao rớt, có USB cổng quang, Bluetooth, đầy đủ không thiếu gì hết. Nó là sản phẩm đến từ tương lai cũng như là phù hợp với cái công nghệ âm thanh số hiện nay. Bộ mic khuyến mại tặng kèm trị giá hơn 1 triệu đồng, Bose 772 là mã. Đây là một cái cấu hình combo nằm trong một trong số những cấu hình bán rất là hot hiện nay, nên em sẽ đi vào cái vấn đề chính luôn, trực tiếp luôn. Đương nhiên là các anh em đang mong đợi cái khoảng khác đó là test karaoke, phải không? Thì ngay sau đây em xin mời các anh em chúng ta cùng đeo tai phone vào để lắng nghe, thưởng thức cái bản karaoke đặc sắc trên cấu hình VIP này. Trên cao bay khuất chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào một tình cờ quen nhau và đến bên nhau quên quên thời gian, quên đi bao âu lo buồn đau với kiếp sống lạc loài. Em ơi em như con thuyền kia mãi lênh đênh trên sóng không nước ngoài khơi, trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã xa đi với hương thời xa, em yêu ơi từng ngày nhớ em trong trái tim anh mà vang vang quay về đây.
Dạ vâng, với một đoạn ngắn karaoke như vậy thôi, các anh em cũng đã thấy được cái khả năng thể hiện đa năng về tất cả các dòng nhạc và cái khả năng trình diễn karaoke của cái cấu hình combo nằm trong một trong số những top cấu hình combo bán chạy nhất trong năm. Chúng em đang phân phối ra thị trường với một mức giá rất yêu thương. Các em có thể liên hệ trực tiếp chúng em qua số hotline thì chúng em sẽ tư vấn cụ thể hơn, và giá chắc chắn em sẽ để công khai trên tiêu đề của video rồi. Các em có thể tham khảo với cấu hình này hoặc cấu hình cao cấp hơn qua showroom của JK chúng em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo.